Xin chào cô bác, anh chị, các bạn. Sơn trước tiên cũng xin kính chúc cô bác, anh chị, các bạn sức khỏe và bình an. Đây, tô bún xưa rất là hấp dẫn luôn nè. Khối bún ngút, bún ngút, bún ngút. Cái tô khổng lồ luôn. Mẻ to luôn. Cái này là hôm nay là lần đầu tiên mình trải nghiệm. Trải nghiệm thử cái tô này. Coi như là mình cứ nghĩ là mình thua trước đi. Đúng không, Mâm? Sao anh không tự tin đi cho nó chiến thắng? Mình phải tự tin được. Anh nói lúc anh đi ra từ chị Vinh lên đây là dạ, anh rất là tự tin. Nhưng mà dạ, khi anh gặp tôi, cái tô bún sữa của em, anh hấp tự tin. Anh xoay ngang luôn ạ. Thôi mình cứ ăn đi. Okay. Anh ba được, anh tư được, không lẽ anh hai mình ăn không được. Rồi, ok. Mà cứ chơi tới đi. Thì cái tô bún sữa này thì coi như là mình thấy lại cái phần ăn này. Coi như là cái phí là 300 ngàn. Nhưng mà mình thắng được thì mình được 1.3 triệu, đúng không anh? Dạ đúng rồi, 1.3 triệu. Nhưng mà mình nghĩ được 300 ngàn phí này mình chắc không lấy ra được đâu. Nhưng mà cố gắng sao. Rồi, rồi. Mình cho mấy cái phần ăn này ra ngoài. Quá sức rồi. Cho hết cái phần thịt từ ra, cho cái phần cái bún nó còn nó nguội nguội chút. Anh hai coi bộ có vẻ là có chiến thuật cái hay. Thật hả? Chiến thuật này anh có, nhưng mà cái năng lực thì anh không có. Cố gắng lên. Nói chung là mình cũng anh em ăn, mình cũng muốn trải nghiệm thử coi nó sao. Cái mic kia đâu ta? Rồi em bật cái bấm giờ đi em ơi. Dạ. Hai tô đồ ăn và một tô bún. Rồi anh ba bắt đầu, anh hai bắt đầu chưa? Rồi bắt đầu rồi em. Rồi Tiến ơi. Sơn tổng hợp của bác chị bảo nó dùng bún xíu với cái chân. Ủa chỉnh lại 40 phút rồi ta. Chỉnh lại chị 40 phút đi. Anh bỏ, anh hai bỏ chanh nước vô vậy hả? Chanh nước hả? Rồi, anh ba qua đây ngồi đi anh ba. Anh ba ngồi với chung anh hai đi. Anh ăn chanh thôi. Đúng rồi bác. Trời, anh hai ăn chanh dữ vậy ta. Chà nói chua chua. Dạ. Anh ba vô ngồi đi anh ba. Rồi gặp anh hai đi, cổ vũ để động viên cho anh hai chứ. Rồi. Rồi em cứ bấm giờ. Dạ rồi, anh coi giùm em đi, đây là 40 phút nè. Rồi rồi. Rồi ok. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi anh ăn đi. Cái này chắc đâu có xương đúng không em? Dạ không, dạ không. Mà ăn nếu có thì nó nhả ra chứ. Rồi em bắt đầu bấm giờ. 40 phút xóa nợ, bắt đầu. Thôi quậy quá à, một quậy quá à. Mẹ con trúng mặt quá. Để em cho em mượn 2 ly nước để bên đây nha. Anh ba lấy uống đã, ông nước anh lấy đã tẩy uống nha anh ba. Heo ơi, em cho mấy ly tẩy anh chị heo. 2 ly tẩy đi. Một quậy quá à. Rồi. Mẹ mở cho con. Không. Em quay góc khác đi, qua đi. Rồi, hello mọi người nha. Anh ba đang đợi anh hai. Anh ba anh tư có mặt đầy đủ đây rồi. Anh ba đang đợi anh hai ăn hết tô này là ba anh em sẽ quay lại Sài Gòn một lần nữa. Wow. Thế anh hai cũng có vẻ cũng ngang kèo với anh ba với anh tư á. Không phải đùa đâu.
Còn ba người hả? Ai nữa? Còn Quy với chị Tông với lại Thí Hàng nữa. Trời, ba người đó ăn nhiều lắm hả anh? Trời ơi, cái hôm sau quay lại. Mau quay lại trước Tết nha. Quay lại trước Tết để mình có một cái Tết ấm no, vui vẻ. Cái này anh hai, anh ba ăn rồi. Anh ba giờ anh thèm kìa. Thèm không anh ba? Thấy anh ba có vẻ ấy đó. Ông đi ra con. Không có được, đi ra đây, mẹ đang làm công việc. Đi ra chỗ khác chơi đi. Anh hai thấy ăn ok chứ bộ. Ngon đấy. Anh ba móc ăn chưa hả? Dạ anh ba anh tự ăn rồi mà chứ ai cho thôi. Gì trời. Hai con sông môi đây. Thì mà sông môi con trai mà đòn sông môi. BD hả? Con trai sông môi mà. Con trai mà sông môi là BD đó ba. Trời ơi mới mấy tuổi đòn xoay môi sông môi. Đi ra chỗ khác. Sông môi với. Đi ra chỗ khác. Cho sông môi với. Cho sông môi với kìa. Nó thấy cái môi đẹp quá nó yêu cho sông môi với. Đó, đã sông môi đâu. Đi ra đi. Ây da. Tô bún kem có những gì à? Thì có topping thôi đó anh. Topping đồ ăn đó. Đồ ăn nói chung là ok. Ai muốn chơi thì cứ đi qua quán em chơi nha. Mẹ không con đi. Khoan. Trai gì mà nó hư dữ rồi trời. Hả? Ra đi, ra chỗ khác chơi đi. Đây để mình ghim địa chỉ lên cho mọi người đỡ hỏi nè. 208 Hậu Giang, phường 9, quận 6 nha. Rồi, ai muốn chơi thử thách thì đi qua quán bánh chơi thôi. Ok chưa? Anh ba móc thắng hay thua? Anh ba móc ăn một tô thắng rồi. Anh ba móc ăn một tô thắng rồi và đang đợi quay lại. Ăn hai tô. Quay chị Mến đi hả chi vợ? Quay anh hai, coi anh hai, anh ba ăn nè. Nó mới vui chứ. Anh này ăn chắc thua. Hên xui nha. Vậy là chưa nghe danh xưng anh hai Trà Vinh rồi. Anh ba bữa nay kháo hả? Anh ba mới ta phẫu thuật thẩm mỹ á. Quậy quá, đi ra chỗ khác coi. Lên tơn ký đầu bây giờ. Ký đầu gì vậy? Đi ra chỗ khác. Nghe không? Đi, nói đi ra ngoài chỗ khác chơi đi. Tí nữa mà ra mà chơi với con nghe. Má mà, mình đang chụp cái gì mà. Đúng rồi, cái này là kênh ẩm thực đồng quê. Ẩm thực đồng quê. Mà anh ăn nhiều lắm. Còn nữa, còn chị Hằng. Còn chị Hằng Nga nè. Rồi anh gì, anh Sì Trâm. Rồi anh nào nữa anh? Anh Quy. Nhiều lắm. Toàn là những anh cợp hổ ở rừng Trà Vinh đó. Ăn nhiều dữ lắm. Quay anh Tư ạ. Đây nè anh Tư nè. Anh Tư đang quay camera. Đây nè anh Tư nè. Anh Tư đang tập trung quay camera rồi. Thấy anh Tư chưa? Rồi còn đây là anh Ba. Còn đây là anh Quy nè. Đây còn chị Hằng Nga nữa. Hằng Nga đang cho con uống sữa rồi chưa đi được. Không biết anh hai như thế nào đây, cố gắng. Bữa nào đi ăn thi 5 tô lấy 1 tỷ nha Mến. Được anh. Anh muốn chơi anh đi qua quán em chơi thôi. Địa chỉ mới ghi bên trên rồi đó. 208 Hậu Giang, phường 9, quận 6. Anh Quy thấy sao? Thấy anh hai ăn hết không? Tự tin hết không? Hết không?
Thế là bình thường anh ăn nhiều không? Đúng vậy hả? Rồi, những anh bình tĩnh anh hai ơi. Những anh đi chung với anh hai là kêu anh hai sẽ ăn hết đó. Mới thì mới không biết, tại vì mới chưa từng thấy anh hai ăn. Mới lên coi nè. Trời trời, dép dơ mà con trai. Ngang ngửa với anh ba. Ghê vậy. Wow. Ăn ngang ngửa với anh ba luôn. Biết tem anh này ăn thắng chắc rồi. Vậy là anh Seven có đầu tư tiền không? Biết thắng rồi, hèn chi nãy giờ im ru luôn. Nghe hô hào cho thêm tiền nữa. Đuổi người mẹ sao con? Hậu Giang ra Sài Gòn anh. Muốn ăn thử thách đăng ký trước hay sao chị? Không cần đăng ký anh. Mình muốn chơi là mình cứ đi qua quán em chơi thôi, không có cần đăng ký. Anh Sơn, anh Sơn là à, anh Sơn là anh hai hả? Bắt kèo anh hai thắng năm sĩ hả? Mẹ ơi nè, giờ mẹ cho uống nè. Mẹ cho uống cho khỏe. Không, uống nước ngọt không khỏe đâu con. Kêu lấy cho mẹ ly tẩy đi để mẹ uống nước. Kêu lấy cho mẹ chai nước suối. Tính là anh ăn nãy giờ được 8 phút. Rồi cảm ơn con trai. Anh này ăn không hết, cho thêm 10 triệu. Ủa là sao ta? Vậy là anh này nếu ăn thắng là anh không cho, mà ăn không hết là anh cho hả? Chắc anh hai nghe kiểu cho anh hai bỏ luôn á. Chứ ăn thắng này có 1 triệu 3 anh lấy 10 triệu xứng hơn á. Nghe chấp nhận cho hết, ăn hết rồi. Anh hai ăn mà thấy anh hai không cần, mà thấy anh ba cần ta. Thấy anh ba cần á. Thêm nước cho nó trơn. Thêm nước lèo hả anh hai? Không thêm. Chờ em qua chơi liền được không? Được. Đã nói rồi, cứ chơi qua quán mới chơi. Bên bến đâu cần đăng ký trước đâu. Cứ chơi là qua quán mới chơi nha. Đấm lưng cho mẹ đi, mẹ đau lưng lắm. Rồi sao nó lì dữ trời. Sao nó lì dữ trời. Cái gì? Con lì quá trời lì luôn á bụt. Đâu mà tự leo lên ghế hết trời. Té bây giờ. Hả? Nói đi. Hả? Là sao? Không. Mẹ sao đánh lại con? Không, người đánh nhau con. Mẹ cho mẹ đánh nhau à. Không phải đánh nhau con. Cô không thật. Không có không dễ dục quá không? Hả? À? Mẹ ơi, con đây rồi. Con chào cô chú đi. Con chào cô chú. À. Rồi đi xuống đây cho mẹ livestream coi. Quậy quá. Con trai gì mà quậy quá. Ê, đừng có đi vô đây. Đi ra nè. Chú chào con ghê quá trời người chú giống chào vậy hả? Con chào chú chào con. Rồi, đừng kích động.
Mến ơi, Mến có quận 6 không? Dạ em ở đây mà. Xin vía sau này có con đẹp trai hả? Thằng này mà đẹp trai gì? Nó bắt ngáo với bà nội mà. Không biết đẹp trai không, nó đòi son môi hoài đó. Vía chưa? Cái lo cho anh hai dữ người ta. Cho mình tắt mình vô lại cái nha. Cho mình tắt mình vô lại nha. Rồi ai chưa follow mình follow có đây để mình tắt mình vô lại nè. Mình tắt mình vô lại. Dạ rồi. Bây giờ ai chưa follow mình follow nha. Mình tắt mình vô lại là những ai mà chưa follow là không có thấy mình đâu. Rồi ok giờ mình tắt. Đừng trời nó lì dữ cái trời. Trời. Đúng lì luôn á. Đúng rồi. Chú đang dạy cho con chú. Cái gì? Ai à, mọi người vô đông đông. Đợi mọi người. Hả? Vậy ghê. Hello mọi người. Con chào cô chú. Rồi đợi mọi người vô đông đông đi. Mình à ừ. Anh quay anh ba, anh hai cho mọi người xem nha. Đây. Mở cho con đây. Rồi. Nếu ăn 4 tô thì bao nhiêu tiền hả? Ăn 5 tô đây thưởng 1 tỷ luôn. Chứ ăn kia 4 tô. Ổn không anh hai ơi? Thấy lo cho anh hai quá ta. Hơi lo cho anh hai á. Ăn hết tô này thưởng 1,3 triệu em. Sau đây livestream mình bị flop chứ ta. Flop ngang xương luôn trời. Flop ngang xương luôn. Không phải đâu, mình đang bị flop hết. Đang bị vi phạm á. Không có đẩy được đẩy lên. Chưa mà. Anh hai mới ăn mười mấy phút à. Còn thời gian dài lắm. Ăn 4 tô hả? Thôi ăn 5 tô 1 tỷ đi, ăn chi 4 tô. Ăn 5 tô đi. À, còn bún nữa, còn bún nữa hết rồi. Đây mới quay ra liền đây. Đây là anh hai của anh ba. À đúng rồi, anh hai của anh ba. Anh ăn hết topping rồi đó, còn chắc đâu đó nửa cái bún là xong rồi.
hết nổi, mình tặng thêm 10 triệu. Mà có cho thiệt không? Để biết hỏi anh hai nè. Thôi. Một tô rồi em. Anh ba đang đợi anh hai thắng rồi mới quay lại chở hai tô. Là anh hai, anh ba, anh tư. Quay lại ăn hai tô luôn. Dài rồi lo cho anh hai nha. Đập tăng lên, đập lên giảm bụng rồi. Hơn nhiều phút rồi bấm. À, 19 phút. 19 phút. Anh còn tới 21 phút lận. Phải phải cố gắng thôi. Anh uống nước sâm đó nó mau no không? Ăn thêm miếng ớt rồi vô cho nó đỡ đỡ ngán. Hồi hộp quá. Còn cái này, mà cái này nó quá nhiều vậy em. Dạ. Nhiều quá vậy. Con kia bún mà nhiều gì. Dạ. Cái đó là 1 phút 30 giây sẽ sạch nhanh lắm hà. Bây giờ này anh lùa thôi, anh đừng có nhai nữa, dễ rồi. Giờ này là dễ rồi. Qua cái giai đoạn khó là quá ok rồi. Bây giờ là cái này. Anh thời gian còn dài, anh nghỉ mệt xíu đi. Cái này thì dễ nhưng mà nó nhiều. Nó dễ mà nó nhiều. Ừ. Nó cũng thành khó đó hả? Cũng là thành nó khó. Nhất này thì cũng ngon. Giãn cái dây nực kìa. Mở ra chút nữa. Anh cởi nút quần đi. Cởi cái nút quần. Ở luôn hả? Ở vô bung nút sao? Ông cởi bung nút sao? Nút luôn. Mặc kệ. Thấy bụng chặt quá thì chặt rồi. Mở xuống cái tô. Đó, khúc này đó. Wow. Trời, khúc cuối mà anh ăn vậy thôi chứ. Là quá đỉnh rồi.
Wow, bữa nay em mới thấy tận mắt cái ta. Tính ra cũng gọi là cao thủ đó. Không phải đùa đâu. Thả tim được rồi, chị chưa lên thả tim chia sẻ cho anh hai à. Dạ. À, tự quay luôn. Bữa nay cố lên ăn thử con trải nghiệm như thế nào. Thử thôi. Nhưng mà thắng á. Em nghĩ là anh hai thắng đó. Thử rồi chứ không dám. Anh không hỏi mà anh hôm nay anh hoàn thành được cái thử thách này. Coi như là anh giống như là anh vượt lên chính mình, bản thân anh nha má. Dạ. Hôm nay là anh thử thôi. Cố gắng rồi. Anh thử thôi mà anh hết cái tô luôn rồi kìa. Mà anh mà thử thiệt chứ không biết sao luôn á. Dễ gần trai chị Sam với hai đứa con của anh đang chờ ở nhà. Trời ơi, anh ăn nhanh chứ ta. Ủa sao anh không nhai ta? Anh nuốt, anh đưa vô anh nuốt không à. Trời trời. Giật thêm 2 giật nữa là hết chứ mấy mà. Con anh nói hiệp. Còn 16 phút nữa, còn gần 17 phút lận. Wow. Còn nhiêu đó là hết rồi đó. Trời, thấy anh năng mình hồi hộp ngang, anh năng tốc độ nhanh quá. Sợ. No, thật là no. Cố lên. Anh khẳng định là anh no rồi nhưng mà anh không quyết tâm. Còn tí xíu nữa. Cố lên anh hai ơi. Dạ. Đi đâu? Bình tĩnh đi anh hai. Thời gian còn dài lắm. Căng nghe chứ. Căng hả? Căng đó. Dắt này là lúc cái khúc đấm đuối nhất. À. Hai làm sợ chứ trời. Anh thở lên thở xuống làm sợ ghê trời. Thấy đâu mà nhiều lúc á anh như mấy anh mất một khi quay clip cũng phải là không biết hết mình. Anh em ai cũng vậy hết. Bản thân anh cũng vậy thôi. Như hiện tại giờ anh biết anh no rồi đó. Nhưng mà phải cố gắng. Cố gắng làm sao khi nào không chịu nổi nữa mới bỏ cuộc. Dạ. Giờ còn cố gắng được, cố gắng. Thì cứ chơi tới đi. Chơi tới đi anh ơi. Anh khiêm tốn đó. Anh khiêm tốn đó. Thì anh tự lượng sức anh được mà. Rồi. Thêm một hiệp nữa là hết. Anh ba anh hồi hộp quá trời hồi hộp luôn kìa anh ba. Lo lắm anh ba. Anh ba anh lo lắm à. Không em cái này em không phải tự tin nha ba. Anh phải nói một câu là tự hào gì thằng em. Được không? Ra thêm mắt nữa đi. Thôi mình vỗ tư cho anh hai đi. Chúc mừng anh hai cố gắng đi. Rồi. Một phút nữa là hết này. Còn hai hơi nữa là lớn. Còn 13 phút lận. Một hơi nữa là hết rồi. Hay, lấy tiền em ơi.
phân ra hai hai đi. Lấy tiền cho chị đi. Đúng rồi, tiền gấp. Hai liều hả? Ừ, hai liều đi. Em tính là phân có 4 liều chứ. No dữ lắm rồi. Nếu mà anh hai đợt này mà thắng con này ấy là sẽ hẹn bữa 29 Tết. Sao lên ba anh em để mỗi người chơi ba con. Thôi mà mở một khi một tô là mình thấy cũng phù sinh rồi. Hỏi ba anh em ăn một lọt á. Ba anh em ăn một lọt có thể em ăn nhiều cho hai anh kia. Dạ. Ăn nhiều chút. Anh ăn chút ít chút. Nhưng mà tiền anh cũng nhiều luôn. Dạ. Tại, nhưng mà bây giờ lỡ mà ăn hết này ba anh em khi nào quay lại với hai tô nè. Để anh sắp xếp. Để sắp xếp từ từ phải không? Đó, đúng rồi, một tô này còn sung sinh rồi. Sung sinh dữ lắm rồi. Anh nghĩ một xíu đi. Ê, đưa cửa quần nha. Cái mắt nhanh địch. À, cái mắt nhanh địch đó hả? Là có nhanh địch mà anh Tuấn, anh sẽ đổi quần là vi phạm đích toán đấy. Quá nó thiệt. Vi phạm đích toán luôn. Lấy tiền đi em, lấy tiền trao giải lẹ đi em. Ta thắng rồi nè. Lấy tiền lẹ chị đi. Tập trung rồi tí. Thua gì nữa, thắng rồi chứ thua gì nữa. Hết rồi mà. Hết chưa? À, còn nhiều nữa hết rồi. Cái chết mẹ. Lâm ghê. Dắt này thấy. Cái này còn ít, một hơi nữa. Ít nhưng mà anh thấy trong phố nó nhiều quá. Dễ húp. Rồi. Chơi luôn cái tô lớn luôn. Trời húp cái. Anh hai thì em sẵn rồi, anh cố gắng nó đi. 1.3 triệu em đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ em chuẩn bị sẵn thì anh cũng nói thế này. Sao nữa? Tiền á. Thì anh chia em lấy. Nhưng mà một khi anh thắng được anh lấy á là anh trong anh em của anh là 5 người. Dạ. Anh lấy 500 thôi, còn lại 800 anh sẽ tặng lại hết anh em nhân viên của em. Dạ rồi em hiểu rồi. Ủa cái gì khoan nói gì? Nhân viên mình của em anh sẽ tặng lại. Thôi. Không, cái này là không phải là công cán gì hết. Nhưng mà anh đi anh chia sẻ thôi. Anh chỉ là bỏ công ra anh ăn vậy là quý rồi, được rồi. Anh quay clip thì cũng có cô bác các chị thương ủng hộ. Xem anh cũng có tiền rồi. Tiền này chứ mà anh nhận nhưng mà chia sẻ lại cho mấy đứa em. Được không? Xong anh ông đưa cho anh 34. Mấy anh em anh cũng có phần hết rồi. Rồi anh chỉ là gửi cho người 100 ngày hút thuốc thôi. Dạ. Rồi còn phần 800 lại là anh sẽ chia sẻ với anh kia. Nhưng mà nói không biết ăn nổi không nữa. Trời ơi. Nghe xúc động ghê luôn ấy. Nhưng mà phải cố gắng thôi. Là anh hai ấy là tính là ăn hết của bánh là thử 1.3 triệu. Nhưng mà chỉ lấy 500 thôi. Còn lại 800 là để cho mấy bạn nhân viên. Dạ, bên em. Ờ, nhân viên bên nhà mến đó nhây. Đúng rồi. Mấy đứa vô lãnh quà lẹ lên. Vô lên anh hai lì xì Tết này. Anh cho con đây, anh tiền lại cho mấy em. Trời trời. Nhưng mà anh đưa cố gắng, tôi cố gắng. Thôi ngưng bán đi, tạm ngưng 10 phút đi, đóng cửa đi. Từ. Vô lên đây anh hai phát quà lì xì. À không anh bây giờ anh... Mà kỳ quá không kỳ, anh hai? Không kỳ đâu em. Cái chiều 2 phải không? Em để đây anh biết ăn nổi không nữa nè. Thì cứ để đây đi. Ăn hết đi mình tính sau. Nổi quá trời luôn. Nâu dữ lắm nâu rồi. Ừ cái bụng nó căng đẻ thường luôn mà. Ôi nó cứng ngắc luôn á. Cái này nó khoảng 9 tháng 3 ngày đúng không? Dạ. 3 ngày nữa đẻ hả? 9 tháng 3 ngày. À 9 tháng 3 ngày. Thường là 9 tháng 10 ngày. 10 ngày hả? Anh là 3 ngày đó. Rồi còn 7 ngày nữa. Nè cái này là 7 ngày. Quá shit. Trời trời, nghe cảm động quá. Lần đầu tiên luôn. Mới nãy ở nhà trên xe là có nói rồi. Thế hả? Nói là mở thắng là mấy em mỗi người trăm hết còn bao nhiêu là tặng cho nhân viên bên đây. Dạ. Lần đầu tiên mà có một người anh hai mà đưa ra cái ái chữ bạn nhân viên nhà em luôn, lần đầu tiên luôn. Nên hơi bất ngờ.
đơn cuộc áo mẹ bây giờ. Ơi mà chơi mà cởi áo mẹ trên này người ta thấy hay sao? Trời ơi, có đứa con xứng đáng đồng tiền thì chứ. Còn bao nhiêu phút hả? 8 phút hả? Để tao hỏi coi. Đó. Hồi nãy lì ghê chứ. Thở coi. Còn mà 7 phút nữa. 7 phút nữa. Thở thiệt. Còn 7 phút nữa, bình tĩnh đi mọi người, bình tĩnh đi. Lần đầu tiên trong đời Sơn là ăn no như thế này. Chứ thường là với... Thì với mấy anh em cũng ăn vậy nhưng mà không ăn số lượng lớn vậy. Hôm nay lần đầu tiên. Lì quá. Hồi hộp. Rất là ngon. Bây giờ thì anh ăn hết rồi thì em đưa cho anh là giải thưởng 1.3 triệu. Đúng rồi. Hồi nãy là mình ứng tiền chưa ta? Ứng rồi thì bây giờ em sẽ gửi lại cho anh. Đó, giờ anh đang làm gì anh làm? Phần của anh là 600. Cho anh đổi. Cho anh đổi. Anh đổi tiền gì? Anh tờ 100. À. Hả ơi, đổi chị hai thạch lại lấy 2% cho chị thạch. Đổi em chị 2% đi. Tính ra là anh hai ăn hết à? Dư 6 phút. Dư 6 phút. Hết sạch luôn á. Sạch sẽ luôn. 24 phút. Là ăn bao nhiêu phút ta? 24. 34. Mấy chục phút. 40 phút mà. Rồi anh tương hết cái tô này cho em xin phép đi đặt cái tô nha. Thôi. Thế là 600 phút. Mày đặt thiệt cái chớ luôn quá. Thế 500 là chia 5 anh em. Đây là mới chia sẻ giùm mấy anh em. Mình kỳ quá không anh hai? Không kỳ đâu. Hả? Dạ cảm ơn quá. Em ơi. Em ơi, mấy đứa tạm ngưng 10 phút. Vô đây anh hai lì xì lẹ. Đứa nào vô thì đứa đó có phần. Đứa nào không vô thì đứa đó mất phần. Vô lẹ đi em. Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi. Thôi đứa ơi. Bây giờ này khoan mấy đứa vô đây này, vô sau lưng anh hai này chị. Dạ thôi được em. Ý á, để mà để nó rõ ra cho mấy bạn không, chứ không cần đâu em. Cái này á là anh hai ảnh ăn thắng thử thách. Dạ. Là bây giờ anh chỉ lấy giải thưởng là mình ra chị mến trao lần 1.3 triệu mà anh chỉ lấy có 500 thôi, còn lại 800 này là anh chia lại cho những anh em phục vụ nhà mình, là mấy bạn mấy em đang làm đó. Thì bây giờ mấy em cảm ơn anh hai, anh ba, anh tư đi. Đâu. Trời ơi, xúc động ghê luôn ấy. No thiệt. Con này hôm nay là mình vượt qua chính mình luôn. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn của bác sĩ và đã dành thời gian quý báu xem clip và đã kính cẩn của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác sĩ và sức khỏe và năng chào đó. Bye bye. Bye bye.